Thu Hương xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chuyên mục Khoa học huyền bí trên kênh Luận Đông Tây. Bí ẩn 35 cuộc gọi từ người đàn ông đã qua đời vì tai nạn giao thông. Có những điều huyền bí ở xung quanh ta, kỳ lạ đến mức chúng ta mong muốn có được lời lý giải thuyết phục. Câu hỏi về những gì xảy ra sau khi con người chết vẫn ẩn chứa vô vàn bí ẩn cho tới ngày hôm nay. Khi gia đình Charles Beck nhận được cuộc gọi của anh trong nhiều giờ sau khi anh qua đời trong tai nạn đường sắt thảm khốc nhất nước Mỹ, có lẽ họ đã tin con người chết chưa phải là kết thúc. Năm 2008, Charles Beck đang làm việc cho hãng hàng không Delta Airlines tại sân bay quốc tế Salt Lake City. Anh đã quyết định thay đổi công việc để được ở gần với vị hôn phu mới Andrea Kess ở thành phố Westlake Village, bang California, Mỹ. Chuyến tàu định mệnh. Ngày 12 tháng 9 năm 2008, Charles Beck bay đến Los Angeles để phỏng vấn cho vị trí công việc mới tại sân bay Van Nuys. Sau đó, anh bắt chuyến tàu Metrolink đến ga cuối cùng tại Moore Park, nơi vị hôn phu Andrea đang chờ đón anh. Khi chiếc tàu đang đi qua thị trấn Chatsworth, nơi có đoạn chung một đường dây, thì nó va chạm với tàu chở hàng Union Pacific đang chạy hướng ngược lại. Nguyên nhân là do kỹ sư lái tàu Robert Sanchez mải mê nhắn tin mà quên dừng đèn đỏ. Cú va chạm có tốc độ lên tới hơn 130 km/h khiến 135 người bị thương và 25 người thiệt mạng, trong đó có Charles Beck. Lúc đó, vị hôn thê Andrea đang trên đường đến nhà ga đón chồng sắp cưới thì nghe được tin tai nạn qua sóng phát thanh. Điều bí ẩn là trong vòng vài tiếng sau tai nạn thảm khốc, người thân trong gia đình của Beck đã nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại của anh. Tuy nhiên, khi mọi người bắt máy thì phía bên kia chỉ là sự im lặng đáng sợ. Nếu người thân gọi lại cho Beck thì cuộc gọi tự động chuyển sang chế độ hộp thư thoại. Điều đó khiến cả gia đình Beck hy vọng anh vẫn còn sống, đang mắc kẹt đâu đó trong đống đổ nát và bị thương nặng nên không thể nói được. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau khi tai nạn xảy ra, anh trai, em gái, mẹ kế, vị hôn phu và thậm chí cả một trong ba người con của Charles Beck với người vợ cũ đã nhận được những cuộc gọi tương tự. Tổng cộng có 35 cú gọi từ số điện thoại của Beck. Đội cứu hộ đã lần theo tín hiệu định vị để tìm kiếm Charles Beck. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 13 tháng 9, cuộc gọi cuối cùng chấm dứt và sau đó một tiếng đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của anh. Khám nghiệm tử thi cho thấy Beck đã tử vong ngay sau cú va chạm giữa hai con tàu. Vậy làm thế nào mà Beck có thể gọi điện trong quãng thời gian 12 tiếng sau khi anh qua đời? Một số giả thuyết được đưa ra, trong đó nhiều người cho rằng có kẻ nào đó quen biết nạn nhân đã gọi điện đùa bỡn. Nhưng giả thuyết này bị bác bỏ bởi chỉ có duy nhất vị hôn phu biết được lịch trình của anh ngày hôm đó. Một giả thuyết nữa là tín hiệu điện thoại bị trục trặc và nó đã tự động kết nối. Nhưng lập luận này cũng không vững chắc bởi các cuộc gọi chỉ nhắm tới những người thân trong gia đình Beck, trong khi bạn bè, đồng nghiệp của anh đều không nhận được cuộc gọi. Những người tin vào tâm linh thì tin rằng bằng cách nào đó, Beck đã vượt qua được rào cản giữa hai chiều không gian để gọi điện cho người thân. Tuy nhiên, linh hồn của anh không thể nói chuyện được với người còn sống. Cho tới nay, các nhà khoa học, các điều tra viên và cảnh sát Los Angeles vẫn chưa giải thích được sự việc bí ẩn này. Người chết gọi thức ăn sau hơn 30 năm vẫn chưa có lời giải. Trong tâm trí nhiều người, Hồng Kông không chỉ là đô thị sầm uất mà còn là vùng đất văn hóa đặc sắc, chứa đựng nhiều câu chuyện huyền bí tâm linh. Nổi tiếng nhất là vụ người chết gọi thức ăn gây ám ảnh dư luận Hồng Kông suốt một thời gian dài. Vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm 1989 tại khu Tân Giới Bắc, Hồng Kông. Tại đây có một quán ăn nổi tiếng mang tên Triều Dũng Ký. Quán không chỉ phục vụ tại chỗ mà còn có dịch vụ giao hàng đến tận nhà. Một ngày, nhân viên của quán nhận được cuộc gọi giao 4 suất đồ ăn đến khu biệt thự Hỷ Tú ở Đại Bộ Điền. Điều lạ lùng là khi nhân viên giao hàng đến đúng địa chỉ và bấm chuông thì không có ai ra mở cửa. Đợi một lúc lâu, nhân viên gõ cửa rồi gọi lớn người ra nhận hàng. Lúc này cánh cửa mới mở hé ra và tiền được đưa ra ngoài qua khe cửa hẹp. Bên trong vọng ra có tiếng người nói hãy đặt thức ăn ở ngoài cửa. Dù cảm thấy lạ lùng nhưng người giao hàng thực hiện đúng theo yêu cầu của khách. Tối hôm đó, sau khi kiểm kê tiền bán hàng, chủ quán Triều Dũng Ký phát hiện có một số tờ tiền âm phủ. Ông đã hỏi các nhân viên nhưng không ai thừa nhận đã tráo tiền. Tối hôm sau, ông chủ lại phát hiện có tiền âm phủ trong két và nhân viên báo lại hôm đó quán tiếp tục nhận giao 4 suất ăn tới khu biệt thự Hỷ Tú và cũng với cách nhận hàng quái lạ như vậy.
Ngày tiếp theo, quán ăn lại nhận được điện thoại đặt hàng y hệt hai lần trước. Lần này ông chủ quán đích thân đi rào. Nhưng khác với nhân viên, ông kiểm tra kỹ tiền rồi mới đặt 4 suất ăn trước cửa nhà. Sau khi về quán, ông cất số tiền này sang một ngăn riêng biệt, nhưng đến tối, nó đã biến thành tiền âm phủ. Sự việc khiến ông chủ hoảng sợ nên ông đã gọi báo cảnh sát. Một đội điều tra được cử ngay tới biệt thự Hỷ Tú. Khi đến nơi, cảnh sát đập cửa nhưng không có ai trả lời nên họ đã phá cửa xông vào. Bên trong phòng là 4 thi thể đang trong quá trình phân hủy. Cảnh sát triệu tập người dân xung quanh khu vực để lấy lời khai và theo các nhân chứng, họ thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng người nói chuyện xôn xao trong căn biệt thự, đặc biệt là vào ban đêm yên tĩnh. Kết quả của cuộc điều tra cho thấy 4 nạn nhân đã đốt lò than sưởi ấm trong khi chơi mạt chược, sau đó ngủ quên dẫn đến bị ngạt khí carbon và tử vong. Giám định pháp y cho thấy các nạn nhân đã chết được hơn 1 tuần. Tuy nhiên kỳ lạ là trong dạ dày của họ vẫn còn lượng thức ăn đang tiêu hóa dở, mà lại là đồ ăn như mì xào, cơm trứng của quán ăn chiều Dũng Kỳ. Kỳ bí hơn, ngoài dấu vân tay của chủ quán và nhân viên giao hàng trên những tờ tiền âm phủ, cảnh sát còn phát hiện có dấu vân tay của 2 trong số 4 nạn nhân đã chết. Sự kiện kỳ quái này đã khiến cho các chuyên gia pháp y đau đầu vì không thể giải thích được. Ngay cả cảnh sát Hồng Kông lúc bấy giờ cũng không hề lên tiếng phản bác. Có thể nói, đó là sự kiện siêu nhân duy nhất không bị các cơ quan điều tra bác bỏ. Cho đến nay, sự kiện người chết gọi thức ăn vẫn là một vụ việc gây ám ảnh ở Hồng Kông. Linh hồn vảng vất sau khi cơ thể đã chết. Nhiều người duy lý trí thường tin rằng chết là hết và tâm thức bị xóa sạch ngay khi ai đó vừa qua đời. Nhưng với những người tin vào thế giới tâm linh, họ tin rằng linh hồn con người vẫn tồn tại sau khi chết. Và điều này đã được các nhà khoa học chứng minh. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Stony Brook của New York đã tìm thấy bằng chứng cho thấy não bộ của con người vẫn hoạt động trong một thời gian ngắn sau khi chết. Họ cho biết, bằng cách nào đó khi trái tim ngừng đập, người chết vẫn sẽ nhận thức được những gì đang xảy ra ở cuộc sống thực tại, vẫn nghe thấy âm thanh hay nhìn thấy các sự việc xung quanh trong khoảng thời gian ngắn. Đối với trường hợp Charles Beck, lý giải này của các nhà khoa học có vẻ hợp lý. Còn trong trường hợp người chết sau 1 tuần vẫn gọi đồ ăn thì vẫn còn là một điều bí ẩn. Có thông tin cho rằng các bậc thầy phong thủy Hồng Kông đã tới hiện trường căn biệt thự nơi 4 người tử vong và phát hiện vị trí cửa ra vào của căn biệt thự có hướng đông bắc, nghĩa là gần với hướng của quỷ môn quan. Theo quan niệm dân gian, quỷ môn quan chính là cánh cửa đầu tiên dẫn vong hồn vào địa ngục âm phủ và là nơi giam giữ những âm hồn chưa đầu thai sang kiếp khác. Các nhà phong thủy cho biết, thời điểm 4 nạn nhân tử vong trùng với thời điểm âm dương lẫn lộn nên có lẽ họ không hề biết mình đã chết. Các nạn nhân vẫn đánh mạt chược, nói chuyện, đặt đồ ăn như bình thường cho đến khi cảnh sát phá cửa xông vào thì các linh hồn này mới được giải thoát. Chuyên mục hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Quý vị nghĩ sao về 2 câu chuyện trên? Xin hãy để lại bình luận của mình ở phần bên dưới video này nhé. Còn bây giờ, Thu Hương xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.